Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút. Tập 59. Chương 581, Luyện Khí 1. Thật lâu sau, Lý Hỏa Vượng dùng tay đè bụng của mình, cách bụng cảm giác sự tồn tại của con thoi kia. Gia Cát Uyên giúp Lý Hỏa Vượng, nếu không có thứ này thì lần trước không chừng hắn đã rơi vào rắc rối siêu to. Hơn nữa, sau này gặp lại, Nhĩ Cửu, tiểu sinh Gia Cát Uyên, nếu gặp phải phiền phức không giải quyết được hãy đến Hạnh Đảo ở Tây Hải tìm tiểu sinh. Tuy rằng năng lực hữu hạn, nhưng có thể được gì thì tiểu sinh sẽ cố gắng giúp hết mình. Đây là nguyên văn Gia Cát Uyên từng nói, Lý Hỏa Vượng biết không thể hoàn toàn tin tưởng người khác, nhưng lỡ như hắn ta thật sự có thể giúp đỡ chính mình thì sao? Suy tư thật lâu sau, Lý Hỏa Vượng lắc đầu, đứng lên đi ra bình phong. Thật ra tin hay không thì hai lựa chọn đều không khác bao nhiêu. Nếu tọa vong đạo dây dưa Gia Cát Uyên, Lý Hỏa Vượng muốn xác định vị trí của Bắc Phong thì chung quy vẫn cần đi tìm người này. Đại nhân lần đầu tiên tới thì nô tài sẽ đưa đại nhân đi. Có bản đồ của Đại Lương không? Lấy cho ta một phần, càng tỉ mỉ càng tốt. Dưới sự dẫn dắt của thái giám, Lý Hỏa Vượng đi ra giam Thiên Tư. Hắn nhìn chằm chằm Hỗn Thiên Nghi khổng lồ ở phương xa, chậm rãi thở ra một hơi. Bản đồ mà Lý Hỏa Vượng đang cầm đã đánh dấu vị trí Tây Hải, nơi Gia Cát Uyên từng đề cập với hắn. Muốn đi bên kia thì Lý Hỏa Vượng phải xuyên qua nửa giang nam đạo. Lý Hỏa Vượng vốn định đi ngay trong ngày, nhưng khi hắn vội vàng chọn mua một ít lương khô và nhu yếu phẩm đi đường thì trời đã về chiều. Lý Hỏa Vượng ngồi ở quán vỉa hè lặng lẽ nhìn mặt trời dần rơi vào lâu vũ thượng kinh thành ở phía xa. Hôm nay ngủ lấy sức một đêm, ngày mai xuất phát, mặc kệ thái độ của Gia Cát Uyên đối với mình như thế nào, kế tiếp vẫn có một trận ác chiến phải đánh. Khách quan, mì mùa xuân của ngài đây ạ, và hai bánh bao thịt, đĩa giấm chua xin phép đặt ở đây. Lý Hỏa Vượng đẩy đĩa đựng giấm chua ra xa chút, cơm chiều có bánh bao thì thôi đi, còn chấm với giấm chua, thế giới này thật đúng là điên. Gru, gru, màn thầu ngửi mùi bánh bao, nó dùng cái mũi đen to không ngừng dụi vào ống quần của Lý Hỏa Vượng. Lý Hỏa Vượng gắp mấy sợi mì và vài miếng vỏ bánh bao, sau đó mặc kệ màn thầu, nó nên giảm mỡ. Lúc này ông chủ quầy hàng vừa dùng khăn lau tay vừa cười tủm tỉm nói, các khách quan cứ ăn từ từ. Tuy mặt trời xuống núi nhưng không gấp gáp, hôm nay sắp sang năm mới, Thượng Kinh Thành không cấm đi lại ban đêm. Lý Hỏa Vượng xì sụp ăn mì chợt tạm dừng một lúc rồi ăn tiếp, bất giác lại qua một năm. Tối hôm đó, Lý Hỏa Vượng nằm ở trên giường nghe bên ngoài náo nhiệt, dường như buổi tối trước thềm năm mới Thượng Kinh có hoạt động gì đó. Nhưng Lý Hỏa Vượng không có chút hứng thú, trong đầu xoay quanh nguy hiểm có thể sẽ gặp phải, tâm trạng trở nên thấp thỏm. Hắn biết kế tiếp rất nguy hiểm, nhưng muốn tăng lên thực lực trong thời gian ngắn thì thật vô vọng. Hắn không thể nào lấy tâm tố luyện chế ra pháp khí có năng lực phi phàm gì, chẳng lẽ tự luyện bản thân. Hừm, Lý trưởng quầy, ta muốn chu sa đã có chưa? Ông chủ tiệm thuốc đang gảy bàn tính vừa ngẩng đầu liền thấy một người đàn ông kỳ lạ mặc đạo bào màu đỏ. Ông chủ cười nịnh, vị này chính là khách hàng lớn, ha ha, khách quan, chỉ chờ ngài tới, có đủ 30 cân đây. Này, tiểu hổ tử, giúp khách quan đưa đến trong nhà đi. Không cần, tự ta lấy. Lý Hỏa Vượng trả xong nửa số tiền phần sau, một tay nhấc túi lên xoay người đi ra tiệm thuốc. Tiểu nhị tiểu hổ tử rất là sửng sốt hỏi ông chủ của mình, trưởng quầy, người này muốn 30 cân chu sa làm cái gì? Người tầm thường không dùng được, cùng lắm chỉ mua vài lượng. Bóc. Ông chủ tiệm thuốc cong ngón giữa gõ đầu tiểu nhị, đau không? Đau thì đúng rồi. Nhớ kỹ bài học này. Ngươi là tiểu nhị, quản người khác mua làm cái gì, dù hắn lấy về trộn với cơm ăn cũng không liên quan gì chúng ta. Bùng. Túi chu sa nặng trĩu bị ném lên xe ngựa. Lý Hỏa Vượng ngồi lên xe, miệng huýt gió, màn thầu lon ton chạy tới. Giá, giá. Lý Hỏa Vượng liếc mắt túi chu sa bên cạnh, vung dây cương điều khiển xe ngựa chạy hướng cổng Tây Thành. Tối hôm qua Lý Hỏa Vượng chợt phát hiện trước kia mình chui vào ngõ cụt. Nếu người khác có thể lấy tâm tố để luyện chế pháp khí, chính mình dựa vào cái gì không thể luyện. Hơn nữa thân thể của mình khép lại vết thương siêu nhanh,
trừ hơi đau ra cơ hồ không có bất cứ tác dụng phụ. Càng quan trọng là, dùng khí quan của tâm tố luyện chế thành pháp khí thì cái nào cũng có năng lực phi phàm, có thể tăng mạnh thực lực của mình, nhất định sẽ giúp ích rất lớn trong cuộc quyết đấu với Bắc Phong sắp tới. Chương 582, Luyện khí 2. Lộc cộp cộp, tiếng móng ngựa sắt đạp trên đá lót như thế phát ra âm thanh, Lý Hỏa Vượng dần đi hướng ngoài thành. Lý Hỏa Vượng không đi đường cái nhiều người qua lại, hắn cố ý chọn đường nhỏ đường núi hẻo lánh. Khi mặt trời dần xuống núi, Lý Hỏa Vượng cuối cùng tìm được một chỗ thích hợp, khoảnh đất trống bằng phẳng trước mấy ngôi mộ. Man Thầu vừa đến chỗ này thì trở nên cảnh giác, nó đè thấp người nhe răng uy hiếp hướng ngôi mộ, như người run cầm cập. Tại hạ mượn dùng khoảnh đất phía trước sân của các vị một buổi tối, xin chớ trách. Lý Hỏa Vượng chắp tay vái những mộ phần này rồi xoay người lấy đồ từ trên xe ngựa xuống. Man Thầu bỗng nhiên nhào lên, mấy con chuột túa ra chạy lung tung. Lý Hỏa Vượng trước tiên lấy ra lò luyện đan cỡ nhỏ chiếm được từ chỗ nhân tiêu, bỏ chu sa vào lò, đốt lò bằng than tuyết hoa thượng đẳng. Lý Hỏa Vượng từng là đan tu nên luyện chế chu sa dễ như chơi, sau một canh giờ thì hắn mở ra lò luyện đan, chất lỏng màu bạc có lẫn vụn dược hiện ra ở trước mắt. Đan Dương Tử từng dạy làm thứ này trong Thanh Phong Quan, chất lỏng màu bạc luyện chế từ chu sa gọi là xá nữ, trong thế giới cũ của Lý Hỏa Vượng thì gọi là thủy ngân. Nhanh chóng lọc cạn, Lý Hỏa Vượng cầm một cát bát đựng xá nữ vào, nhưng bấy nhiêu chưa đủ, hắn còn cần càng nhiều. Trải qua một phen luyện chế, Lý Hỏa Vượng nhìn một bát to xá nữ lấp lánh ánh bạc, trên mặt lộ ra một chút vừa lòng. Cỡ này chắc đủ rồi. Lý Hỏa Vượng xoay người lấy ra cái xẻng đã sớm chuẩn bị tốt bắt đầu đào hầm, càng đào càng sâu, khi đào sâu cỡ chiều cao một người thì hắn ngừng lại. Khép mắt lại hít sâu mấy hơi, Lý Hỏa Vượng vươn tay lấy một con dao găm gãy lóe tia sáng lạnh từ trong bao da dê đựng dụng cụ tra tấn. Đạo sĩ, ngươi có muốn suy nghĩ kỹ hơn không? Thật sự không đến mức như vậy. Hòa thượng xông đến, vẻ mặt không nhẫn tâm khuyên nhủ. Trái ngược với thái độ của hòa thượng là Hồng Trung ngồi trên vai Bành Long Đằng, vẻ mặt chờ xem trò hay. Mặc kệ ảo giác bốn phía nói cái gì đều không cách nào dao động quyết tâm của Lý Hỏa Vượng. Hắn giơ cao dao găm chậm rãi xẹt qua vị trí chính giữa da đầu, làn da bị tách ra lộ máu thịt mạch máu giăng đầy. Lý Hỏa Vượng cởi quần áo, chân chuồng đứng trong cái hố mình đào, cúi đầu dùng bùn đất chôn bản thân. Muốn tự chôn mình hơi khó khăn, may mà có Lý Tuế hỗ trợ. Xúc tu của Lý Tuế liên tục quất bùn đất, Lý Hỏa Vượng bị chôn chặt. Lý Tuế, ngoan, giúp thêm chút nữa. Dưới mệnh lệnh của Lý Hỏa Vượng, hai xúc tu chui ra từ cổ của hắn chậm rãi cuốn lấy bát to chứa đầy xá nữ, đưa tới gần vết thương trên đầu của hắn. Lý Hỏa Vượng khó khăn nuốt nước miếng, chậm rãi mở miệng, đẩy lớp da ra rồi đổ xuống, đừng làm tràn ra. Lý Tuế rất ngoan, lập tức làm theo, xúc tu kéo ra đầu rách của Lý Hỏa Vượng đến lớn nhất. Bát to nghiêng, làn nước màu bạc sáng lấp lánh dưới ánh trăng rất đẹp. Tùy theo Lý Hỏa Vượng hét thảm, ánh bạc không ngừng rót vào vết rách trên đỉnh đầu. Quá trình cực kỳ gian nan, nhưng Lý Hỏa Vượng không dám nhúc nhích chút nào, sợ thủy ngân bị tràn ra. Thủy ngân cũng là đá vàng, tất nhiên rất nặng, không ngừng đổ xuống nong nứt da và thịt của Lý Hỏa Vượng. Mới đầu Lý Hỏa Vượng chỉ bị đau, hắn còn chịu đựng được, nhưng dần dà đau đớn biến thành ngứa, càng lúc càng ngứa, ngứa khắp mình. Khi ngứa lên đến đỉnh cao, Lý Hỏa Vượng bị chôn trong đất liều mạng dãy giụa. Giờ phút này hắn cảm giác được từ đầu tới chân bị kiến cắn, loại cảm giác này cơ hồ buộc điên hắn. Lý Hỏa Vượng liên tục lắc đầu, vết nứt trên đỉnh đầu nhanh chóng biến lớn. Tùy theo Lý Hỏa Vượng không ngừng vặn vẹo, thân thể giống như rắn trườn lên trên, mất một lúc thì cái đầu máu không có da chui ra khỏi vết nứt. Đầu tiên là đầu, rồi cánh tay trái, tiếp đó là bên phải. Khi ánh trăng treo cao, Lý Hỏa Vượng rốt cuộc chui ra khỏi bùn đất, để lại lớp da. Học, Lý Hỏa Vượng toàn thân run lẩy bẩy, hắn giờ phút này đã phân không rõ rốt cuộc chỗ nào đau hơn. Hắn cứ nghĩ mình đã sớm thói quen đau đớn, nhưng khi gió lạnh thắng chạp như dao cạo thân thể không có lớp da thì vẫn làm Lý Hỏa Vượng đau đến mức sắp xỉu. Lý Hỏa Vượng run lẩy bẩy lấy ra hỏa áo chân kinh, run cầm cập niệm chú. Xe lửa chậm rãi bò lên người Lý Hỏa Vượng, không lâu sau, vết sẹo bị đốt cháy đen khô vàng phủ lên từ đầu tới chân. Có lẽ điều này trở nên càng đau đớn, nhưng ít nhất bị vết sẹo bao trùm khiến Lý Hỏa Vượng có thể mặc quần áo.
Sau khi mặc đồ đàng hoàng, Lý Hỏa Vượng nhìn thoáng qua dưới đất, hắn thở phào, ngã nằm trên xe ngựa, cuộn người lại, hai tay ôm chính mình ngất xỉu. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 583, năm mới. Chờ khi Lý Hỏa Vượng tỉnh lại thì vẫn là buổi tối, được hòa thượng cho biết mình đã ngất xỉu trong 3 ngày. Tuy rằng cảm giác bụng cực kỳ đói nhưng tinh thần khá hơn lúc mới lột da nhiều. Lấy ra lương khô và ấm nước, Lý Hỏa Vượng vừa nhai ngấu nghiến vừa đi hướng bộ da của mình, khiến hắn ngoài ý muốn là màn thầu canh ở đó. Nó đầu đuôi chồng lên nhau khoanh thành một cục banh vàng, dù cho ngủ cũng không quên chặt chẽ canh chừng da của Lý Hỏa Vượng, bên cạnh nằm hai con chuột to bị cắn chết. Ngửi được mùi thức ăn, màn thầu lập tức tỉnh lại, ngồi xổm ở đó, không ngừng vẫy đuôi với Lý Hỏa Vượng. Đôi khi ta cảm thấy chó tốt hơn con người. Lý Hỏa Vượng dùng tay sờ đầu của màn thầu, ném nửa miếng bánh nướng trong tay ra xa, cho màn thầu tự đi nhặt. Nhìn màn thầu cắn bánh nướng, Lý Hỏa Vượng ngồi xổm xuống, cẩn thận rút bộ da của mình từ trong bùn đất qua. Lý Hỏa Vượng từng nghĩ biện pháp khác lột da của mình, nhưng hắn không có ai giúp đỡ, không dễ làm, chỉ có biện pháp như thế này là tiện nhất. Hơn nữa kiểu lột da này không có chút xíu tổn thương nào, nguyên vẹn. Lý Hỏa Vượng đầu tiên là đổ thủy ngân đọng trong da ra, lấy đại thiên lục ra, đi tới bên xe ngựa, lấy rơm khô đã chuẩn bị sẵn nhét vào trong. Làn da khô quắt của Lý Hỏa Vượng nhanh chóng phồng lên, nhìn bản thân, phải công nhận loại cảm giác này rất quái. Buông da người xuống, Lý Hỏa Vượng đốt 6 nén nhang, cắm 3 cây vào mỗi hốc mắt, lại cắt vài lọn tóc của mình, nắm chu sa nhanh chóng vẽ bùa trên da người. Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn, quảng tu ức kiếp, kiền la đát na. Tam giới nội ngoại, duy đạo độc tôn, thể hữu kim quang, phúc ánh ngô thân. Tùy theo Lý Hỏa Vượng niệm xong, phù chú cũng được vẽ xong, nhang cắm trong hốc mắt nhanh chóng rút ngắn, mang theo cho cao vút rút vào trong da người của Lý Hỏa Vượng. Thấy cảnh này, Lý Hỏa Vượng khẩn trương lên, thành công. Hẳn là thành công chứ nhỉ, ta luyện tập thời gian lâu lắm rồi. Vừa dứt lời, Lý Hỏa Vượng lập tức nhìn thấy từ thất khiếu của bộ da không ngừng tuôn khói trắng, nhang đã đốt dường như lúc này mới làm cháy rơm nhét bên trong. Tùy theo, khói đặc càng lúc càng lớn, nguyên bộ da người nhanh chóng rút lại. Sau khi khói trắng tán đi hết, một tấm da người chỉ cỡ bàn tay hiện ra ở trước mặt Lý Hỏa Vượng. Thành công! Lý Hỏa Vượng vươn tay cầm da người cẩn thận ngắm nghía. Sau khi rút nhỏ thì ngũ quan mơ hồ rất nhiều, da rẻ cũng trở nên vàng vọt, thoạt trông giống như một người giấy cắt bằng giấy vàng. Theo ghi chép trong sách thì mang theo da người bị luyện chế ra có thể chắn tai chắn sát, lúc gặp xui xẻo thì có nó gánh thay, quan trọng hơn là lúc sắp chết nó sẽ đổi mệnh thay mình. Lý Hỏa Vượng không biết đổi mệnh là đổi như thế nào, nhưng có thể khẳng định rằng thứ này hẳn là một loại pháp khí giữ mạng. Hơn nữa đây không phải thứ duy nhất, chờ phục hồi thì có thể làm ra thứ này không giới hạn số lượng. Có nó, sắp tới đối mặt nguy hiểm thì Lý Hỏa Vượng cũng tự tin hơn. Tiếc nuối là pháp khí tâm tố khác không dễ luyện chế, hoặc là không tìm được thiên linh địa bảo làm tài liệu, hoặc là xem không hiểu hướng dẫn viết cái gì, chỉ có da người là đơn giản nhất, dễ luyện chế nhất. Ta như vậy, xem như có ngón tay vàng. Lý Hỏa Vượng nhìn da người trong tay mình, nhỏ giọng tự giễu. Phụ thân, cái gì là ngón tay vàng? Lý Hỏa Vượng lắc đầu không đáp lại câu hỏi của Lý Tuế, hắn cầm da người tính tìm chỗ cất. Thứ quan trọng như vậy không thể vứt lung tung, sau khi suy nghĩ, Lý Hỏa Vượng dán da vào rốn của mình. Một cây xúc tu vươn ra quấn lấy da người rồi thụt về, cảm ơn phụ thân. Chúng ta đi đi. Lý Hỏa Vượng nhảy lên xe ngựa. Lý Hỏa Vượng vừa đánh xe ngựa vừa lấy lương khô lạnh lẽo ra cắn, uống nước lạnh, mà lúc này chắc đã qua năm mới rồi. Thì đó, năm mới rồi, từ một tháng trước ta đã bắt đầu trông mong ngày này. Cẩu Oa mặc áo dài tơ lụa nói chuyện vài câu với Triệu Ngũ, tay cầm đùi gà to cắn. Còn chưa kịp nuốt xuống, Cẩu Oa đã đảo mắt qua món ăn khác trong mâm cơm tất niên. Cá chép kho, sườn kho, thịt mỡ kho, lòng xào, thịt xíu mại, móng heo cay, rau xào thịt, gà luộc. Tuy Dương Tiểu Hài chẳng nấu được món cao sang gì nhưng toàn là món mặn. Hôm nay là năm mới, lúc bình thường không được ăn nhiều món ngon như vậy, cuộc đời Cẩu Oa thích Tết nhất. Cẩu Oa dùng đũa kẹp mấy miếng non nhất phần bụng cá đặt vào chén của vợ mình, ăn nhiều vào.
hai phu thê chúng ta cố gắng ăn nhiều hơn xoa tử. Cẩu oa như vậy, người khác cũng không khá hơn là bao, đặc biệt là mấy đồ đệ mà Lữ Gia Ban mới thu, đầu sắp vùi vào trong bát. Ai, không biết Miểu Miểu đang ở đâu, ăn những thứ gì. Xuân Tiểu Mãn ăn không ngon, dùng đầu đũa đâm xương trong chén. Chương 584, đến, 1. Triệu Ngũ ở bên cạnh gắp một miếng thịt xíu mại vào bát của cô ấy, muội ấy có thần thông, còn có Lý Sư Huynh ở, đừng lo lắng, chúng ta yên ổn qua năm mới rồi tính tiếp. Ăn, một cục sườn non rơi vào chén của Xuân Tiểu Mãn, là Cao Chí Kiên gắp cho. Trong lúc không khí đại đường hòa thuận thì một bóng người xuất hiện trước đại viện Bạch Gia, ôi chà, ăn cơm tất niên rồi hả? Chắc ngon lắm nhỉ, ta đứng ở chỗ này đã ngửi được mùi. Âm thanh này khiến tất cả mọi người cùng nhìn ra cửa, khi thấy Bạch Linh Miểu mỉm cười đứng ở nơi đó, Xuân Tiểu Mãn phản ứng đầu tiên là chạy tới. Xuân Tiểu Mãn xông lên, sờ từ trên xuống dưới, khi thấy đối phương đủ lông đủ tóc trở về thì Xuân Tiểu Mãn mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Xuân Tiểu Mãn bất mãn trách cứ, muội làm ta trong khoảng thời gian này lo chết đi được, lần sau trước khi đi nhớ nói cho ta biết một câu. Bạch Linh Miểu vỗ vai Xuân Tiểu Mãn, lướt qua cô ấy sải bước vào đại đường. Trong đại đường bày ba chiếc bàn, Bạch Linh Miểu không dừng lại ở hai bàn nhỏ, đi hướng chiếc bàn lớn nhất, còn chọn ghế chủ đối diện với cửa lớn. Ngồi ở chỗ đó là Lữ Trạng Nguyên lớn tuổi nhất, quai hàm bên trái phồng to vì cắn nửa móng heo, kinh ngạc nhìn Bạch Linh Miểu đi đến trước mặt mình. Bạch Linh Miểu đứng ở đó không nói gì, nhưng Lữ Trạng Nguyên khôn khéo rõ ràng cảm giác được ý tứ của cô, vội cười rồi cầm tẩu hút thuốc đặt trên bàn, nhích mông chen nhi tử bên cạnh rớt khỏi ghế. Ha ha ha, Bạch cô nương, về rồi à? Ôi, lần này cô nương đi làm mọi người rất lo lắng, à mà tiểu đạo gia không đi theo cô nương về sao? Bạch Linh Miểu bưng ly rượu lên giơ một vòng hướng toàn bộ bàn, cực kỳ hào khí nói, nào, năm mới, ta kính các vị một ly. Đối diện Bạch Linh Miểu giơ cao ly rượu, mọi người đều xoe tròn mắt. Bạch cô nương rốt cuộc làm sao vậy? Thay đổi quá lớn, Bạch Linh Miểu trước kia chưa từng làm chuyện như vậy. Tuy rằng trong lòng có nghi hoặc, đối diện chủ nhân thật sự của thôn này, những người khác lục tục bưng ly rượu lên kính Bạch Linh Miểu. Khi những người khác ăn tiếp, Xuân Tiểu Mãn ngồi xuống bên cạnh Bạch Linh Miểu, thân thiết nắm tay cô, sốt ruột hỏi, Miểu Miểu, rốt cuộc làm sao vậy? Sao trông như muội thay đổi thành người khác? Bạch Linh Miểu hào sảng gắp một miếng thịt gà nhét vào trong miệng, một bên nhai một bên nói, cũng không có gì, chỉ là cầm kiếm của Lý Hỏa Vượng. Cái gì? Tiếng hét của Xuân Tiểu Mãn suýt lật nóc nhà, cô ấy từng thấy Lữ Tú Tài sau khi cầm kiếm thì sản sinh hậu quả thế nào? Phát sinh chuyện lớn như vậy, sư huynh đệ khác bất chấp ăn cơm, lần lượt đứng lên thân thiết hỏi thăm đây rốt cuộc là chuyện gì? Cuối cùng trong bầu không khí quan tâm hỏi thăm lao nhao, bữa cơm tất niên qua loa chấm dứt. Thật lâu sau bọn họ chấp nhận hiện thực này, tuy rằng tính cách biến hóa, nhưng ít nhất vẫn là người cũ. Nhưng không phải mỗi người đều nghĩ thoáng được, Xuân Tiểu Mãn ôm Bạch Linh Miểu vào ngực mình, vừa khóc vừa ủ rũ oán trách mình không theo sát cô, nếu theo sát phỏng chừng sẽ không phát sinh loại chuyện này. Bạch Linh Miểu dãy dụa thoát khỏi vòng tay của Xuân Tiểu Mãn, không kiên nhẫn nói, ngươi ồn ào muốn điếc tai, nếu thật sự để ý ta thì nên mừng cho ta, hiện tại trong lòng ta buông xuống tất cả, cảm giác thoải mái hơn nhiều. Sự tình đều đã phát sinh, oán trách cũng không có tác dụng gì, hai mắt Xuân Tiểu Mãn đỏ rực thề thốt, muội yên tâm. Chờ ta luyện thành thần thông công pháp, ta tuyệt đối sẽ không để người khác tổn thương đến muội nữa. Bạch Linh Miểu cau chân mày dài mảnh, công pháp? Công pháp gì? Xuân Tiểu Mãn nhất thời hoảng hốt, vội vàng lấp liếm, không có, ý ta là chờ ta tìm được thần thông công pháp, học thành sẽ bảo hộ muội. Nhưng Bạch Linh Miểu không dễ bị qua mắt, không đúng, tỷ đừng lừa ta. Có phải tỷ tìm được gì bên dưới từ đường không? Tiểu Mãn tỷ, hãy nói thật với ta. Thấy đối phương đều đã đoán được, Xuân Tiểu Mãn cũng không giấu giếm nữa, phức tạp nhìn Bạch Linh Miểu ở trước mắt. Cuối cùng thở dài thườn thượt, Miểu Miểu, ta không nói cho muội là sợ muội lo lắng, bởi vì muội cũng biết người nhà của muội. Xuân Tiểu Mãn huyên thuyên lải nhải nói, nhưng mắt của Bạch Linh Miểu càng lúc càng sáng, thậm chí không kịp đợi mặt trời mọc, bước nhanh đi từ đường Bạch ra. Ta sớm nên nghĩ đến, ta sớm nên nghĩ đến. Trên mặt Bạch Linh Miểu không giấu được vui sướng, tiếng kêu gọi của Xuân Tiểu Mãn ở phía sau cũng không thể làm chậm bước chân của cô. Xoay tượng đồng con khỉ,
Bạch Linh Miểu xách làn váy nhanh chóng lao vào đại đường cửa ngầm. Bạch Linh Miểu không tìm trong đại đường trống trải mà đi hướng những cánh cửa gỗ ở bên cạnh. Trong lúc Bạch Linh Miểu nhanh chóng tìm thì chợt khựng lại, một vài ký ức mông lung vụt qua óc, cô từng đến đây, hồi còn nhỏ xíu. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 585, đến 2. Chờ đã, nhị bá và tiểu cửu định đi đâu? Đợi đã, ta nhớ là bên này. Bạch Linh Miểu dọc theo hành lang đi đến sâu nhất bên trong, nhưng nơi này không có cái gì, chỉ là ngõ cụt. Miểu Miểu, không phải nơi này. Cẩu Oa tìm được thần thông công pháp của nhà muội trong cánh cửa thứ ba bên kia. Bạch Linh Miểu làm ngơ như không nghe thấy, ngồi xổm xuống, cẩn thận lần mò cái gì trên bức tường gồ ghề. Bỗng có tiếng vang, tiếng xiềng xích ma sát chói tai, bức tường ngõ cụt chậm rãi dâng lên. Một loạt giá sách san sát nhau cắm cờ trắng hiện ra ở trước mặt Bạch Linh Miểu. Trên cái bệ trong góc tường phương xa có một đóa hoa sen bạch ngọc trong suốt lấp lánh tỏa ánh sáng nhạt chiếu sáng cả căn phòng. Mỗi quyển sách được bọc kín bằng da trâu mềm mại, bên cạnh còn đặt cát mịn để hút ẩm, thoạt nhìn Bạch Liên giáo đặc biệt quý trọng mớ sách này. Trời ạ! Xuân Tiểu Mãn trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt, cô ấy thật sự không ngờ rằng trong phòng tối này còn có phòng tối. Có thể giấu kín như vậy, rất hiển nhiên những thứ kia giá trị phi phàm, cô ấy vắt óc cố gắng tu luyện công pháp e rằng không xứng sách dày cho mấy thứ này. Thoạt nhìn người nhà của ta để lại nhiều thứ tốt cho ta. Quá chứ. Bạch Linh Miểu nhìn ngang ngó dọc, xem hoa cả mắt. Hích hích, hích hích, tiếng khóc như có như không vang lên phía góc tường. Nghe thấy tiếng khóc, Bạch Linh Miểu trên mặt lộ ra một chút không kiên nhẫn, khóc cái gì? Mắc gì phải khóc? Xem bộ dạng như quỷ của Lý Hỏa Vượng hiện giờ, lẽ nào ngươi không định giúp hắn? Thật sự dựa vào tiên gia thì được ích gì? Xuân Tiểu Mãn cẩn thận lại gần, mới phát hiện tiếng khóc là do nhị thần phát ra. Cô ngồi xổm ở đó khóc cực kỳ thê thảm. Tiểu Mãn do dự một lúc, cuối cùng dứt khoát đến gần nhị thần, vỗ nhẹ lưng của cô. Nhị thần hơi nghiêng thân thể run rẩy dựa vào ngực Xuân Tiểu Mãn, khẽ nức nở. Xuân Tiểu Mãn nhìn khăn trùm đầu đỏ trong ngực mình, hơi thất thần, có một khoảnh khắc cô ấy cảm thấy nhị thần này mới là bạch sư muội thân thiết nhất với mình. Xuân Tiểu Mãn ôm vai nhị thần, ngửa đầu biểu cảm cực kỳ phức tạp nhìn Bạch Linh Miểu ở phương xa mừng rỡ như điên. Miểu Miểu, thứ này vốn là vật của Bạch gia, muội muốn tu luyện thì ta không phản đối, nhưng muội sẽ không quên những cột người bị chôn trong đất chứ. Không cần quanh co lòng vòng, yên tâm, ta không dùng công pháp thương thiên hại lý trong Bạch Liên giáo, lão nương không phải Lý Hỏa Vượng. Giá, giá, Lý Hỏa Vượng vung mạnh dây cương, điều khiển bốn con ngựa đằng trước kéo xe chạy nhanh. Xe ngựa bình thường chỉ cần một con chạy, nhưng muốn nhanh chóng đến bờ biển phải tăng thêm ba con. Nếu muốn càng nhanh thì dán bùa chạy lên lưng ba con ngựa. Hiu, hiu. Tùy theo Lý Hỏa Vượng kéo lại dây cương, bốn con ngựa đen toàn thân chảy máu loãng run rẩy ngừng lại. Đứng ở sườn núi, Lý Hỏa Vượng ngước nhìn thành trấn ven biển ở phương xa, nơi đó đương nhiên không thể so sánh với Thượng Kinh, Ngân Lăng Thành, nhưng cũng rất náo nhiệt người qua kẻ lại. Tầm mắt vượt qua mái ngói đen cao thấp khác nhau, Lý Hỏa Vượng nhìn phương xa nước biển nối liền với chân trời. Gió biển ẩm mặn thổi qua gò má không có lớp da của Lý Hỏa Vượng, khiến hắn cảm giác được hơi đau nhói. Cuối cùng đã đến, may mà dọc đường đi không gặp chuyện ngoài ý muốn gì. Lý Hỏa Vượng cầm lấy mũ vải đen đội lên đầu, ngồi xuống, giật mạnh dây cương. Xuyên qua cổng thành không có vệ binh canh gác, trạm thứ nhất của Lý Hỏa Vượng là trạm dịch, trả lại ba con ngựa đã mượn. Thêm ba con ngựa là Lý Hỏa Vượng lấy thân phận giam thiên tư mượn tạm của trạm dịch. Trả lại ngựa, Lý Hỏa Vượng đi vào một nhà khách điếm, đi đường mệt nhọc, hắn cần lấy lại sức rồi mới lên thuyền. Khách quan, thức ăn của ngài đây. Tiểu nhị bưng thức ăn lên xong xoay người định đi thì bị Lý Hỏa Vượng kéo lại. Đợi đã, cá và tôm vẫn sống thì sao ta ăn? Ha ha, khách quan lần đầu tiên tới Hoa Đình Thành phải không? Chúng không sống, cái này gọi là ướp tươi, ngài nhìn đi, khách khác đều ăn như vậy. Ngài cứ nếm thử. Nếu không ăn ngon sẽ không lấy tiền. Lý Hỏa Vượng nhìn thức ăn ở bàn khác, rồi mới vươn tay phải quấn kín bằng vải thô, phẩy tay đuổi tiểu nhị đi. Có lẽ là bởi vì ven biển nên thức ăn ở đây khác biệt rất lớn với nơi khác,
chủ yếu là thức ăn trong biển. Tuy mới đầu không hợp khẩu vị lắm nhưng phải công nhận chúng rất tươi, ướp tươi cho vị thịt ngon, hương vị đặc biệt. Ăn uống no đủ, Lý Hỏa Vượng nằm xuống liền ngủ, chờ hôm sau mặt trời lên cao mới thức dậy. Lý Hỏa Vượng lắc cái đầu nặng trịch, xoay người xuống giường, lên thuyền. Thuyền đi Hạnh Đảo rất dễ tìm, đây là một chiếc thuyền cong hai đầu cỡ trung đáy vuông, dễ dàng chở mấy chục người. Chương 586, Đường. Khi Lý Hỏa Vượng định lên thuyền thì bị một người lái đò râu ria xồm xàm lôi thôi lếch thếch gọi lại, đợi chút. Ngươi họ gì? Họ Nhĩ. Bớt giỡn với ta. Làm gì có họ Nhĩ, ngươi không nói thật thì đi chuyến sau, lão tử lười nói nhiều với ngươi. Họ Bạch. Quan sát Lý Hỏa Vượng từ trên xuống dưới một lúc, người lái đò phất tay, vậy mới phải, người tiếp theo, ngươi họ gì? Một nén hương sau, nhìn phương xa dần dần biến nhỏ, Lý Hỏa Vượng chậm rãi thở ra một hơi, sắp lại lần nữa thấy Gia Cát Uyên, tâm trạng của hắn phức tạp. Hoài nghi, hưng phấn, vui sướng, tò mò, có lẽ đều có. Lý Hỏa Vượng vuốt bụng, hơi yên lòng, hắn không phải Lý Hỏa Vượng mới rời khỏi Thanh Phong Quan, mặc kệ kế tiếp phát sinh cái gì thì đã chuẩn bị sẵn các thứ rồi. Một giọng nói từ phía sau vang lên, ha ha, không vào khoang ngồi nghỉ à. Gió biển bên ngoài thổi rất lạnh. Lý Hỏa Vượng quay đầu, vừa vặn nhìn thấy một người trẻ tuổi chán dán một miếng cao da chó cười cợt tới gần mình. Hơi nhướng mày, Lý Hỏa Vượng lười phản ứng với người không quen mà làm như thân này, di chuyển sang bên cạnh. Ngồi chung một con thuyền cũng là duyên phận, đến Hạnh Đảo mất 6 ngày, vào khoang đánh bài lá cây đi, ba người đang thiếu một. Không biết đánh, Lý Hỏa Vượng lạnh lùng đáp lại, trực tiếp đi nhanh vài bước đến bên kia sàn tàu. Thấy thái độ đó của Lý Hỏa Vượng, người kia mất hứng xoay người vào khoang thuyền. Ngay lúc này, bầu trời bỗng nhiên tối xuống, mọi người cùng ngẩng đầu, bỗng nhiên phát hiện một chiếc thuyền lớn vụt qua bên cạnh. Thuyền này khổng lồ như ngọn núi nhỏ, chỉ tới gần đã che kín ánh sáng của thuyền cỡ trung, mép thuyền treo song song đầu sư tử bằng đồng to cỡ bản ba tiên. Đầu sư tử há to miệng, không biết bên trong có cái gì lóe tia sáng lạnh, giống như răng nanh của đầu sư tử bằng đồng. Đây rõ ràng là chiến thuyền, trên thân thuyền có một ít dấu vết chứng minh thuyền vừa đánh xong một trận chiến. Chiếc thuyền vừa xuất hiện, mọi người đứng trên sàn tàu cùng nằm sấp xuống đất, thân thể run cầm cập. Thuyền của Đại Lương Quốc, bọn họ đánh với phe nào? Trong lúc Lý Hỏa Vượng suy tư về vấn đề này thì chiếc chiến thuyền tràn ngập cảm giác áp lực chậm rãi chạy hướng cảng. Chờ khi mặt trời trên cao lại chiếu xuống sàn tàu cỡ trung, người khác thế này mới như chút được gánh nặng thở phào. Người lúc trước dán thuốc cao da chó đi đến gần Lý Hỏa Vượng, giơ ngón tay cái, ngươi gan, thật, dám không quỳ, lỡ chọc giận mấy tên lính kia thì sẽ mất cái mạng nhỏ. Lý Hỏa Vượng hỏi người kia, bọn họ trở về từ đâu vậy? Sao ta biết, nhưng trong thành đều đồn là bọn họ đi hải ngoại tìm gì đó. Làm rầm rộ như vậy chỉ vì tìm thứ gì đó. Lý Hỏa Vượng nhớ ngay đến lúc trước mình và ký tướng muốn tìm Tâm Chọc, cũng là tìm thứ gì. Chẳng lẽ Tâm Chọc chỉ là một loại mà bọn họ muốn? Bọn họ tìm nhiều thiên linh địa bảo rốt cuộc để làm gì? Lý Hỏa Vượng cứ cảm giác vài nơi đang phát sinh việc lớn gì, nhưng hắn không thấy bất cứ manh mối. Lý Hỏa Vượng nhẹ lắc đầu vứt bỏ những thắc mắc không liên quan mình, xoay người đi hướng khoang thuyền. Mấy ngày tiếp theo không có chuyện gì phát sinh, gió êm sóng lặng thật sự là bình thường, nhưng với Lý Hỏa Vượng thì ngồi trên thuyền dần tới gần Hạnh Đảo làm hắn cảm giác sống một ngày bằng một năm. Ngọc Kỳ Lân, Lục Bách Tử, Thập Vạn Quán, Hói Đầu, ngươi đánh bài nhanh chút được không? Lần nào cũng lề mề, như gà mẹ. Này, đợi một chút, ta thắng. Đưa tiền, đưa tiền. Lý Hỏa Vượng dựa vào thân thuyền, lặng lẽ nhìn những người này đánh bài lá cây tiêu phí thời gian, xem mấy ngày, hắn cũng xem hiểu, nói trắng ra loại bài lá cây này là mặt trược cầm tay. Quân bài ít rất nhiều, mặt trược có hơn 100, bài lá cây chỉ có mấy chục tờ, đánh bài thắng nhanh, thua cũng mau. Chẳng những xem hiểu quy củ, Lý Hỏa Vượng còn xem hiểu người, cái tên dán thuốc cao da chó thích ăn gian, như người đàn ông đầu chọc để râu có kỹ thuật đánh giỏi nhất, dựa vào kỹ thuật thắng nhiều nhất. Không chỉ mình Lý Hỏa Vượng xem, những người khác rảnh mọc mốc cũng xúm lại xem đánh bài đỡ buồn. Thằng giặc này, dám chơi gian lận hả? Thảo nào lão tử đánh ván nào thua ván đó. Rất nhanh ván bài biến thành ẩu đả, nhưng không ảnh hưởng mục đích giải buồn của người khác. A a,
một cô bé gần 4 tuổi mặc quần yếm lại gần lắc ống quần của Lý Hỏa Vượng. Thấy Lý Hỏa Vượng nhìn mình, cô bé cười toe đưa kẹo đã ăn còn nửa miếng. Lý Hỏa Vượng nhìn vào mắt của cô bé, đôi mắt trong veo ánh lên sự ngây thơ, chỉ muốn chia sẻ kẹo ngon cho người khác, giống như lúc xưa ở Thanh Phong Quan, Xỏa Tử, sư tỷ chia kẹo cho hắn. Gừ gừ, Man Thầu ngồi xổm trong góc thò đầu ra. Cô bé thấy con chó to lông vàng thì rất vui vẻ, lập tức giơ cao kẹo đưa cho Màn Thầu. Khi Màn Thầu cẩn thận dè dặt mở miệng sắp ngậm kẹo đi thì một xúc tu nhanh chóng vươn ra cuốn lấy kẹo. Các bạn đang nghe truyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 587, Long Vương Gia Gia. Nhìn thấy xúc tu màu đen nhớp nháp rút vào đạo bào màu đỏ của Lý Hỏa Vượng, cô bé vui vẻ cười khúc khích, hoàn toàn không có ý thức được phát sinh cái gì. Hai tay cô bé chống lên người Lý Hỏa Vượng, há to miệng la ú ớ với chỗ xúc tu biến mất, một người phụ nữ sắc mặt vàng vọt, vội ôm cô bé vào ngực. Người phụ nữ ôm con gái dãy dụa của mình, hấp tấp gặp người mấy lần hướng Lý Hỏa Vượng rồi trở lại khoang thuyền cho phụ nữ ở. Màn Thầu nhìn chủ nhân đứng yên như tượng, nó nghiêng đầu dán sát vào, dùng đầu lưỡi không ngừng liếm dấu tay nhỏ trên đạo bào, trên dấu tay ướt còn chút vị ngọt. Lý Hỏa Vượng dùng tay vuốt nhẹ đầu của Màn Thầu, xuyên qua màn đen bán trong suốt nhìn theo hướng cô bé rời đi, trong lòng lộ ra một chút hâm mộ. Nếu chính mình có thể quay về thuở chưa biết gì thì tốt biết bao. Trong khi Lý Hỏa Vượng nghĩ vậy thì bỗng có một tiếng nổ trầm đục, khoang thuyền nhanh chóng nghiêng hướng bên trái, đám người đang đánh nhau ở phía xa bỗng ôm nhau lăn lông lốc. Lý Hỏa Vượng rút kiếm cắm xuống sàn, vươn tay túm lấy đuôi của Màn Thầu. Sóng lớn như vậy, xe ngựa đặt ở khoang thuyền phía dưới sẽ không sao chứ. Tưởng tượng hậu quả Hắc Thái Tuế ở trong khoang thuyền tránh thoát trói buộc khiến Lý Hỏa Vượng căng thẳng, hắn không kịp chờ thuyền lấy lại thăng bằng đã lảo đảo chạy về phía đuôi thuyền. Khi thấy xe ngựa bị chính mình đóng đinh không có gì khác thường, ngựa bị bịt mắt cũng yên lặng nhai thức ăn cho ngựa thì mới thở phào một hơi. Lý Hỏa Vượng kiểm tra tỉ mỉ dưới chân xe ngựa, hắn yên lặng xoay người lại. Nhưng khi Lý Hỏa Vượng trở lại khoang thuyền thì ngạc nhiên phát hiện đám đông đã biến mất, bài lá cây dài mảnh rơi đầy đất. Bùm! Lại là một tiếng nổ trầm đục, toàn bộ khoang thuyền lại nghiêng mạnh. Chuyện gì thế này? Lý Hỏa Vượng cảm giác kỳ lạ, chân mày nhíu chặt, cầm chuôi kiếm lao nhanh về phía sàn tàu. Khi Lý Hỏa Vượng đi ra khoang thuyền thì bị mưa to tưới ướt mặt, người ở trên thuyền không biến mất, họ xúm lại chỗ người lái đò, người này đang kích động nhảy loi choi lên xuống. Xeo xuống dưới cho lão tử, tên thiếu đạo đức nào báo sai họ. Có biết bởi vì một mình ngươi hại người cả thuyền cho cá ăn không? Bùm, thuyền lại bị nghiêng, tất cả người trên thuyền hoảng loạn kêu to. Giờ phút này Lý Hỏa Vượng cũng nhận ra điều kỳ lạ, tuy mưa như chút nước nhưng mặt biển bốn phía không có sóng, giống như là thân thuyền nghiêng do bị thứ gì va chạm. Lý Hỏa Vượng nhanh chóng đi đến mép thuyền, thò đầu nhìn xuống nước. Không biết có phải là giờ phút này không trung u ám nên mặt biển từ xanh dương biến thành màu xanh thẳm kỳ dị. Bùng! Thuyền lại rung mạnh, Lý Hỏa Vượng thoáng thấy màu đen vụt qua dưới nước, từng lọn tóc đen đung đưa dưới nước, nổi lên mặt nước. Trong nước thật sự có thứ gì? Lý Hỏa Vượng phỏng đoán thứ giống như hà bá này ở dưới nước thì tâm trạng trở nên cực kém. Dọc đường đi không có cái gì phát sinh, mắt thấy sắp cập bờ thì lại sinh ra nhiễu loạn. Trong lúc Lý Hỏa Vượng suy tư nên làm sao thì nghe sau lưng vang lên tiếng dập đầu bùm bùm. Người lái đò chán đổ máu, rút trường đao sáng chói ra khỏi thắt lưng, đứt dây thần kinh hét to, rốt cuộc là đứa nào? Đứa nào báo sai tên? Nếu không đứng ra là lão tử, sẽ giết sạch. Bộ dạng của người lái đò dọa sợ mọi người, người đàn ông trên trán dán thuốc cao da chó vội chỉ hướng người phụ nữ sắc mặt vàng vọt đứng bên cạnh. Là nàng, ta nghe nàng gọi nhũ danh của nữ nhi mình. Khuê nữ của nàng họ Trần. Dường như người lái đò tìm được cọng rơm cứu mạng, mừng rỡ vội vàng xông tới, vươn tay giật lấy cô bé được người phụ nữ ôm chặt trong ngực, đó là cô bé lúc trước tặng kẹo cho Lý Hỏa Vượng. Giỏi lắm, họ Trần còn dám lên thuyền. Lão tử đã thấy lạ tại sao Long Vương ra ra tìm tới. Ngươi muốn làm gì? Buông khuê nữ của ta ra. Làm gì hả? Long Vương ra ra tìm tới nơi rồi, ngươi nói xem ta làm gì? Buông ra. Tiếng giống, tiếng hét, tiếng bé gái khóc hòa lẫn vào nhau giữa mưa to. Bùm! Thân thuyền lại bị đụng nhổng lên cao,
Giờ phút này người khác cũng luống cuống, rối rít khuyên người đàn ông hãy buông tay. Nhìn tình hình hỗn loạn trước mắt, Lý Hỏa Vượng vừa mới chuẩn bị mở miệng, bên cạnh truyền đến tiếng quát khẽ, dám lấy con nít cho tai họa ở trong nước ăn, các ngươi còn là con người sao? Hừm, Lý Hỏa Vượng ngước đầu lên, phát hiện người nói chuyện là một trong số mấy người đánh bài, tên đầu chọc để râu quai nón có kỹ thuật đánh bài tốt nhất. Nhìn thấy có người đứng ra thì Lý Hỏa Vượng ngừng lại bước chân định tiến lên, chuẩn bị yên lặng theo dõi biến động, nếu có người có thể ra tay giải quyết, hắn cũng vui vẻ thanh tĩnh. Người lái đò vuốt mạnh nước mưa trên mặt, hét lớn với người kia, ngươi nói thoải mái quá, Long Vương ra ra ở ngay dưới nước. Thuyền của lão tử không ngăn được bao lâu, thuyền chìm thì tất cả phải chết. Chương 588, Bạch Tháp, 1. Ngươi cho rằng ném con nít xuống là thứ ở trong nước sẽ rời đi sao? Đương nhiên, Long Vương ra ra chỉ ăn phàm nhân họ Trần. Nó ăn rồi là chúng ta có thể sống sót. Vô tri ngu muội, ngươi tránh ra cho ta. Người dâu quai nón đẩy mạnh người lái đò, sải bước đến đầu thuyền, hai tay bấm đốt niệm thần chú hướng nước biển đen thui. Tuy thoạt nhìn người này khá bình thường nhưng dường như có bản lĩnh. Lý Hỏa Vượng ngẫm nghĩ rồi lại gần, có chút không yên lòng hỏi hắn ta, có nắm chắc không? Không nắm chắc thì không lên sao? Nam tử Hán đại trượng phu, sao có thể co đầu rút cổ ở phía sau, nhìn một bé gái chịu chết thay ta. Lý Hỏa Vượng quay đầu nhìn thoáng qua cô bé rúc vào ngực mẫu thân của mình, gật đầu, nói hay lắm. Người dâu quai nón nghi hoặc đánh giá cách ăn mặc kỳ lạ của Lý Hỏa Vượng, vị huynh đài này, ngươi là người xứ nào? Môn nào phái nào? Không đợi Lý Hỏa Vượng mở miệng, thân thuyền lại nhổng lên cao, đáy thuyền truyền đến tiếng cào ken két khiến người sợ teo tim. Người lái đò sốt ruột hét to, thuyền sắp không chống đỡ được. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì thì làm mau lên. Lý Hỏa Vượng tháo mũ xuống, nhảy người đứng trên mạn thuyền, cúi đầu nhìn tóc đen càng lúc càng nhiều chảy trên mặt nước, mặc kệ bên dưới là cái gì, chúng ta cùng nhau ra tay, hy vọng sẽ lớn một chút. Vẻ mặt người dâu quai nón nghiêm túc quan sát cái đầu không có biểu bì của Lý Hỏa Vượng, chậm rãi gật đầu. Súc sinh kia sắp đến, chuẩn bị. Lý Hỏa Vượng rút ra kiếm tiền đồng, hơi ngồi xổm xuống. Người dâu quai nón bất chấp thứ khác, lấy một sâu ngọc Phật ra quấn vào đầu ngón tay bấm đốt của mình. Bóng đen trong nước biển xanh thẳm lại hiện lên, hai chân Lý Hỏa Vượng đạp mạnh nhảy xuống nước. Lý Hỏa Vượng còn chưa rơi xuống nước thì những lọn tóc dài màu đen trôi trên mặt nước dường như sống lại, vội vàng quấn lấy hắn. Yêm đề đát tần na cấp cấp nhiếp. Đồng tiền với màu xanh đồng nhanh chóng tách ra, tùy theo tia sáng lạnh chợt lóe, những lọn tóc đen bị chém thành vài khúc, không tiếp tục động đậy. Lý Hỏa Vượng hít sâu một hơi, cùng với một tiếng bùm, hắn rơi vào nước biển lạnh thấu xương. Khi nước biển có chất muối mặn ngâm toàn thân không có da, Lý Hỏa Vượng cảm giác như bị chiên trong chảo dầu, đau đến mức toàn thân kịch liệt run rẩy. Kẻ địch lớn ở trước mắt, Lý Hỏa Vượng bất chấp đau đớn, từ trong ngực lấy ra hai viên đá huỳnh quang ném xuống bóng đen trong nước. Cục đá tỏa ánh sáng nhanh chóng rơi xuống, chiếu sáng một góc Long Vương ra ra, một thứ dài dường như mọc đầy tóc đen hiện ra ở trước mặt hắn. Đây là thứ gì? Lý Hỏa Vượng cắn răng, tay phải cầm kiếm chém vào cổ tay của mình. Gai xương dữ tợn chui ra từ tay cụt, xoay tít chộp về phía thứ kia. Mấy xúc tu màu đen vặn vẹo chui ra từ tay cụt của Lý Hỏa Vượng, miễn cưỡng hợp thành bàn tay. Tay trái của Lý Hỏa Vượng chui ra chui vào cục đen kia, nước biển bị máu của nó dần nhuộm đen, thứ ngưng tụ thành một cục bị buộc tản ra. Những thứ giống như mặt người lộ ra trong tóc đen, trong con mắt màu xanh thẫm tràn ngập địch ý cùng sát ý. Đây không phải là mặt người, đây là mặt khỉ, căn bản không có Long Vương ra, chỉ có thủy hầu tử ôm nhau thành một cục. Lý Hỏa Vượng nhìn thứ vặn vẹo tay chân giống như rong, thầm nghĩ trong lòng. Thủy hầu tử cũng được, ít nhất có thể nghe hiểu tiếng người. Lý Hỏa Vượng rút Tử Tuệ kiếm ra, sát khí ngút trời tràn ngập toàn thân, hắn há to mồm, bọt khí lăn lộn bay lên mặt nước, xéo. Đám thủy hầu tử nhìn chăm chú vào Lý Hỏa Vượng, nhưng không lâu sau, thân thể mọc đầy tóc đen đung đưa theo sóng nước, dần biến mất tại chỗ, dường như thật sự bị Lý Hỏa Vượng dọa lùi. Thấy thoát khỏi nguy cơ, Lý Hỏa Vượng chuẩn bị nổi lên, nhưng hắn không thấy bóng dáng của tên đầu chọc râu quai nón. Người kia đâu rồi? Mới đây đã không thấy. Lý Hỏa Vượng chui ra khỏi mặt nước, hít sâu mấy hơi rồi lại lặn xuống, tìm tên râu quai nón biến mất. Lặn xuống mấy lần,
Lý Hỏa Vượng cuối cùng tìm được tên đầu chọc râu quai nón ở đáy nước. Nhưng nửa khuôn mặt đã mất, mắt trái cũng bị thủy hầu tử móc ra, da mặt bị nước biển gột rửa còn trắng hơn bạch linh miểu. Ngươi! Lý Hỏa Vượng nhìn xác chết của đối phương, không biết nên nói cái gì. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, ngươi là đầu chọc, ngươi còn có thể làm việc thiện, ngươi khẳng định là một hòa thượng rất giỏi. Hòa thượng ở một bên bắt đầu siêu độ. Lý Hỏa Vượng bất đắc dĩ thầm thở dài, tay túm râu xồm dính đầy máu loãng bơi lên mặt biển. Ta nên thử thân thủ của hắn trước rồi mới để hắn xuống nước. Lý Hỏa Vượng đang suy nghĩ thì sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng hét của hòa thượng, đạo sĩ cẩn thận, phía sau ngươi có. Các bạn đang nghe chuyện đạo quỷ dị tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 589, Bạch Tháp 2. Không đợi hòa thượng nói xong, Lý Hỏa Vượng vụt ngoái đầu, cảnh tượng cuối cùng hắn nhìn thấy là một cái miệng rộng dữ tợn lớn còn hơn căn nhà, rậm rạp xúc tu dài màu sậm. Hừng, Lý Hỏa Vượng ngẩn ngơ nhìn quạt điện đầy cho bụi trên đỉnh đầu. Một đóa hoa dại màu trắng chiếm tầm nhìn của Lý Hỏa Vượng. Anh trai, tỉnh rồi hả? Thấy hoa này đẹp không? Mua từ bên ngoài đó. Lý Hỏa Vượng di chuyển tầm nhìn, theo bàn tay mập cầm hoa rời lên trên thấy một khuôn mặt mập chất phác. Người này thoạt trông tuổi tác rất lớn, tối thiểu 40-50 tuổi, nhưng hành vi cho cảm giác như con nít, đôi mắt trong veo ngây thơ. Cơ bắp toàn thân Lý Hỏa Vượng bỗng căng cứng, không đúng. Ta mới vừa bị cái gì ở trong nước ăn, sao có thể bỗng nhiên ở đây? Hắn dãy dụa muốn ngồi dậy, nhưng phát hiện tứ chi bị sợi dây bảng to trói chặt. Anh trai, chỗ này là bệnh viện Bạch Tháp, tuy một số người gọi là ngục giam Bạch Tháp. Tôi ở trên đường lục thùng rác bị quản giáo mang đến nơi này. Quản giáo nói tôi bị ngốc độ nhẹ, kêu tôi đổ phân đút cơm cho anh, sau đó sẽ cho tôi kẹo ăn. Nhìn mọi thứ xa lạ ở trước mắt, đầu óc của Lý Hỏa Vượng xoay chuyển nhanh, không cần biết vì sao năng lực của Hắc Thái Tuế mất hiệu lực. Nếu ta có thể xuất hiện ở trong ảo giác, vậy chứng minh ta còn chưa chết, ta còn hy vọng. Không được, chỗ này là trong bụng của thứ đó. Ta nhất định phải cố gắng nhanh chóng từ nơi này ra ngoài. Lý Hỏa Vượng sửa sang lại suy nghĩ, quay đầu nhìn người đàn ông ở bên cạnh, có thể giúp ta một việc không? Cởi dây trói cho ta. Người đàn ông lắc đầu liên tục, không được, quản giáo nói không thể cởi bỏ, nếu thả anh ra thì tôi sẽ bị nhốt trong phòng đen. Bên hiện thực đang vô cùng nguy cấp, không chừng chính mình sắp bị hoàn toàn tiêu hóa, Lý Hỏa Vượng không rảnh lãng phí thời gian tại đây. Hắn hít sâu một hơi, xoay mạnh về phía trái, giường kim loại bị lật tung phát ra tiếng vang chói tai. Hành động của Lý Hỏa Vượng dọa khóc đối phương, thế là liên tục đập cửa sắt rầm rầm, lớn tiếng khóc la với camera trên đầu. Quản giáo ơi, hu hu, mau đến nhanh đi. Tôi sợ. Lý Hỏa Vượng vặn người, nhấc giường nhổng lên cao rồi rớt cái rầm xuống đất. Nương sức mạnh đó, Lý Hỏa Vượng đè xương bàn tay trái gãy mấy khúc, sau đó hắn cắn răng vung mạnh lên. Tay trái xoắn thành, bánh quẩy rút ra khỏi dây trói nhẹ nhàng như cọng mì. Lý Hỏa Vượng dùng ngón út duy nhất có thể nhúc nhích cố giật móc khóa dây trói, rất nhanh tay phải của hắn khôi phục tự do. Lúc này Lý Hỏa Vượng đã nghe thấy tiếng bước chân giày ra bên ngoài phòng bên, hắn hành động càng lúc càng nhanh. Khoảnh khắc một vị cảnh ngục xông vào, Lý Hỏa Vượng hất đầu gối phải lên đánh gãy ba khúc xương sườn của đối phương. Vừa hạ một người, hai cây gậy trích điện dí vào người Lý Hỏa Vượng, hắn bị điện toàn thân không ngừng run rẩy. Lý Hỏa Vượng cắn chặt răng, bắt lấy hai cây gậy rút mạnh, dùng ánh mắt ăn thịt người chừng cảnh ngục. Người kia bị bộ dạng của Lý Hỏa Vượng dọa sợ run bắn. Tuy tay còn cầm thứ vũ khí khác nhưng e rằng phần thắng rất thấp, gã biết tại sao người này bị nhốt ở đây. Lý Hỏa Vượng đúng không? Tôi biết cậu là song hướng dương tính, bây giờ cậu nghe được tôi nói đúng không? Bình tĩnh đi, bạn gái của cậu mới vừa thăm tù còn chưa đi, tôi kêu cô ấy đến gặp mặt cậu được không? Lý Hỏa Vượng mặc kệ, vươn tay cướp thẻ từ và súng trích điện của cảnh ngục, lao nhanh về phía cửa phòng. Ai quan tâm ngươi là cái gì, muốn khiến ta ở lại dạ dày của ngươi chờ chết thì đừng mơ. Lý Hỏa Vượng không ngừng mở ra cửa cuốn sắt và tấn công cảnh ngục, nguyên khu vực giam thần kinh trong ngục giam Bạch Tháp hú còi cảnh báo, mấy đội người nhanh chóng từ lối ra xông vào khu giam giữ. Sau khi xem xét xong cục diện, Lý Hỏa Vượng lý trí không chọn chạy trốn từ lối ra. Lý Hỏa Vượng nhìn quanh,
lao vào văn phòng của Cảnh Ngục, một chân dẫm lên, khi người khác đều không có phản ứng lại thì hắn nhảy xuống lầu. Khụ khụ, Lý Hỏa Vượng phun máu, đứng lên từ bãi cỏ. Mặc kệ bệnh nhân tâm thần ở bên ngoài hít thở đang súng lại gần mình, Lý Hỏa Vượng ngửa đầu nhìn nhà giam màu xám to lớn ở trước mặt. Lộ nụ cười đắc ý, ta mặc kệ ngươi là cái gì, nhưng chỉ bằng vào ngươi cũng muốn ăn ta. Nằm mơ đi, người này làm sao vậy? Tự dưng nhảy từ tầng cao xuống, có nên gọi 120 không? Quản giáo, nơi này có người bị thương. Ai, tôi biết cậu ta, người này từng lên TV. Nghe nói là siêu anh hùng trừ hại cho dân. Mấy người nhìn kìa, cậu ta bị thương ở tay, tội ghê. Lời bàn tán của người bệnh xung quanh không thể quấy nhiễu Lý Hỏa Vượng một ly. Hắn thu về tầm mắt nhìn nhà giam, ngẩng đầu lên, nhìn bốn phía như muốn tìm kiếm cái gì. Chương 590, rất xin lỗi. Tuy ta thoát khỏi bụng của nó vẫn còn ở trong nước, nếu không nhanh lên thuyền e rằng sẽ chết chìm. Lý Hỏa Vượng không ngừng mà tìm kiếm, bỗng tập trung tầm mắt vào một tòa tháp canh sắt thép ở phương xa. Thoạt nhìn là vòng ngoài của ngục giam Bạch Tháp, một chiến sĩ cầm súng cảnh giới đang giớn cổ nghi hoặc nhìn về phía bên này. Tháp canh kia cao chót vót, cao hơn kiến trúc bốn phía một khúc, là nơi cao nhất ở đây. Không sai được, nơi đó là con thuyền lúc trước ta đi. Lý Hỏa Vượng nhanh chóng nâng lên hai tay, dễ không khí như đang bơi, vừa bơi vừa lao hướng tháp canh sắt thép. Lý Hỏa Vượng cảm giác toàn thân rất đau, cánh tay cũng cơ hồ nâng không lên, thân thể rã rời. Lý Hỏa Vượng hiểu rằng lúc ở trong bụng quái vật đã làm mình bị thương nặng, tuy rằng không biết là bị răng cắn hay bị dịch dạ dày ăn mòn. Nhưng hắn không thể dễ dàng buông bỏ, Lý Hỏa Vượng dùng hết sức lực bơi lên, lẩm bẩm, Lý Tuế, nhanh giúp đỡ phụ thân của ngươi. Giúp ta bơi nhanh chút, ta hiện tại không thấy được bên kia là tình huống như thế nào, có chuyện gì đều nhờ vào ngươi. Vừa nói xong, Lý Hỏa Vượng dường như thật sự cảm giác được trong lòng tuôn ra một luồng sức lực trợ giúp chính mình, đa tạ, Lý Tuế. Cũng ngay sau đó, một đám cảnh ngục lao ra cửa nhà giam, cầm lưới to và xiên sắt, vũ khí khác sốt ruột đuổi theo Lý Hỏa Vượng. Trong sân thể dục hình trứng dùng để hít thở không khí trong khu nhà giam Bạch Tháp, một người chạy phía trước. Một đám người đuổi theo ở đằng sau, động tác của Lý Hỏa Vượng không nhanh bằng bọn họ, khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng rút ngắn. Cuối cùng đến rìa sân thể dục, một bức tường lưới sắt chặt chẽ ngăn giữa Lý Hỏa Vượng và tháp canh. Lý Hỏa Vượng không chút do dự đút ngón tay vào khe hở, bắt đầu trèo tường. Mắt thấy cục diện bắt đầu mất đi khống chế, chiến sĩ trên tháp canh nhanh chóng nâng súng lên, nhắm một con mắt chuẩn bị bắn. Đừng nổ súng, tuyệt đối đừng nổ súng. Một giọng nói hoảng loạn truyền ra từ đám người đuổi theo, người này đang được xã hội chú ý nhiều. Nếu chết trong khu nhà giam của chúng ta thì phiền phức lớn. Trong lúc nói chuyện, Lý Hỏa Vượng đã leo đến điểm cao nhất, một vòng thép gai rậm rạp hiện ra ở trước mặt hắn. Khi Lý Hỏa Vượng vươn tay ra định nắm lấy thép gai trèo qua, nơi tay hắn tiếp xúc bắn ra hồ quang điện màu xanh, thứ này rất hiển nhiên là thông điện cao thế. Thấy cảnh này, các cây xiên và lưỡi từ bên dưới đưa lên vội vàng rút lại, sợ bị điện trúng. Với chút đau đớn này mà cũng muốn ngăn lại ta, còn chưa đủ. Biểu cảm của Lý Hỏa Vượng dữ tợn chộp lấy cuộn gai siết mạnh, lật người vào bên trong. Làn da của hắn cháy đen, áo bệnh nhân cũng bốc khói. Kéo công tắc nguồn điện, nhanh kéo công tắc xuống. Mắt thấy thân thể của Lý Hỏa Vượng sắp cháy, mọi người đứng ở phía dưới trợn mắt há hốc mồm nhìn người bốc khói trắng vẫn nhúc nhích được. Trời ạ, đây còn là người sao? Lý Hỏa Vượng dùng hết sức lực cuối cùng nhảy người lên, đáp xuống bậc thang sắt ở góc tháp canh. Hộc, hộc, Lý Hỏa Vượng thở hổn hển, hắn toàn thân đều đã tê dại, ý thức cũng bắt đầu mơ màng. Giờ phút này hắn thật sự rất mỏi rất mệt, dường như chút sức lực cuối cùng trong người đều bị ép cạn, nhưng mắt thấy sắp về thuyền, tuyệt đối không thể vào giây phút này thất bại trong gang tấc. Hít sâu một hơi, Lý Hỏa Vượng đứng thẳng lên, dùng bàn tay bị cuộn gai cắt máu thịt nhầy nhụa bám lấy lan can bên cạnh, lảo đảo, di chuyển hướng tháp canh. Nhìn kẻ điên khiến người sợ dọc theo bậc thang bò lên, hai vị chiến sĩ đang trực rối rắm có nên bắn hay không. Cuối cùng bọn họ đơn giản dắt súng sau lưng, bày thế thủ của môn võ quân đội. Nhưng bọn họ cực kỳ sửng sốt phát hiện kẻ điên sau khi lên tháp canh thì đứng yên tại chỗ, không tấn công bọn họ. Lý Hỏa Vượng đương nhiên không cần động, bởi vì hắn hiểu chính mình giờ phút này đã về đến sàn thuyền, chính mình tạm thời thoát khỏi nguy hiểm.
Lý Hỏa Vượng hít thở đều đều, cố nâng cao tinh thần nói với hai người ở trước mặt, lái đỏ, đừng. Đừng ngừng, tiếp tục lái hướng Hạnh Đảo. Cộp cộp cộp. Nghe tiếng các loại giày đạp rầm rầm lên cầu thang sắt, Lý Hỏa Vượng đầu óc mơ màng chớp mắt cảnh giác. Lý Hỏa Vượng dán sát tường nhanh chóng lui về phía sau, hình thành góc với những người xông tới với hai người ở trước mặt hắn. Nhìn cây xiên lóe ánh bạc của bọn họ, Lý Hỏa Vượng điên cuồng hô to, Thủy Hầu Tử phải không? Các ngươi đừng hòng kéo ta xuống nước nữa. Mắt thấy bọn họ sắp nhào lên, Lý Hỏa Vượng quyết đoán nâng lên tay phải móc mắt trái của mình. Hỏa Vượng. Tiếng hét gần như lạc giọng khiến tay của Lý Hỏa Vượng khựng lại. Hắn kinh ngạc nhìn Thủy Hầu Tử ở trước mặt, một bóng trắng từ bên trong đi ra. Đó là Dương Na, vẻ mặt tiều tụy đứng ở nơi đó khiến người đau lòng. Hỏa Vượng, anh tỉnh táo rồi đúng không? Hiện tại anh nhận ra em phải không? Các bạn vừa nghe xong tập 59 của bộ truyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.